vụ chủ nhà hàng đòi tạt cả tô canh vào du khách chấn chỉnh hành vi thiếu văn hóa phục vụ nữ chủ quán bị tố đòi tạt tô canh vào mặt du khách là bà nguyễn th liên quan vụ việc nhà hàng ở chân đèo dọ tượng xã ninh X, tx ninh hòa khánh hòa bị du khách tố chặt chém đòi tạt tô canh vào mặt khách bà nguyễn thị hồng hải phó chủ tịch ubnz thị xã ninh hòa cho biết trên tri thức trực tuyến bà đã chỉ đạo cơ quan chức năng sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý hành chính quán bị xử phạt về hành vi không niêm yết giá dịch vụ Ngoài ra, đơn vị chức năng sẽ chấn chỉnh hành vi thiếu văn hóa phục vụ của nhà hàng. Đây là hành vi kém văn hóa, ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch địa phương, bà Hải nói trên VN Cũng theo nguồn trên, nhà chức trách chưa làm việc với du khách vì khách chỉ đăng tải phản ánh lên mạng xã hội mà không tố cáo trực tiếp với cơ quan chức năng. Trước đó, theo tờ pháp luật TTHCM, chiều ngày 9 tháng 2, UBNZTX Ninh Hòa có công văn khẩn thông tin về kết quả kiểm tra nhà hàng CG, nơi bị khách phản ánh. Nữ chủ quán bị tố đòi tạt tô canh vào mặt du khách là bà Nguyễn Tề h kết quả kiểm tra cho thấy, quán không có hành vi chặt chém, mức giá 50.000 đồng hoặc đĩa cơm bằng với giá bán ngày thường. Tuy nhiên, có xảy ra việc nữ chủ nhà hàng quát mắng và dọa tạt tô canh lên người khách hàng. Ngoài ra, nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ việc nhà hàng không niêm yết giá món ăn phục vụ và du khách có sự hiểu lầm về thực đơn của các món ăn được phục vụ. Phó Chủ tịch UBNGTX Ninh Hòa bà Nguyễn Thị Hồng Hải cho biết trên tờ Người Lao động, hành vi dọa tạt tô canh lên người khách của chủ nhà hàng là khó chấp nhận. Sau khi nhà chức trách làm việc, phía nhà hàng đã nhận sai. Vụ việc xảy ra do có hiểu nhầm, khi nhà hàng hỏi có ăn canh không, khách hỏi canh gì thì nhà hàng báo có canh rau và canh chua. Khách nói ăn canh chua nên nhà hàng làm canh chua. Việc tranh cãi là do khách nghĩ tô canh là món kèm theo bốn dĩa cơm, còn nhà hàng lại nghĩ khách đồng ý gọi thêm canh chua nên đã làm một tô canh chua cá ngừ giá 150.000 đồng, bà Hải cho nguồn trên biết. Tổng hợp